Phẩm thứ sáu Cố nhiên ngữ Niya Makatha 1077 Tự ngôn Cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Niết bàn là tí hộ Che chở Ta năng Bí mật Lê năng hữu y sa ra năng hữu tức ba ra năng cố định ắc chu tăng bất tử amata phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó 1078 tự ngôn cố nhiên niyama là vô vi niết bàn cũng vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ ta năng cũng hai thứ bí mật cũng hai thứ hữu y cũng hai thứ hữu tức cũng hai thứ cố định cũng hai thứ bất tử cũng hai thứ niết bàn cũng hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn niết bàn cũng hai thứ phải chăng Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Có sự cao và thấp Có sự ti hạ và tinh lương Có sự sâu xa và cạn bợn Có ranh rấp mương rảnh chia ra khúc Hay là có lớp giữa của niết bàn Hai thứ có phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó một bảy mươi chín tự ngôn cố nhiên là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn cũng có hạng người vào đến cố nhiên đặng cố nhiên cố nhiên còn làm cho sanh cho đồng sanh cho đình trụ cho đồng trụ cho sanh ra cho càng sanh ra, cho đồng sanh đặng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có hạng người vào đến vô vi, đặng vô vi, còn làm cho vô vi sanh, cho đồng sanh, cho còn vững, cho đồng trụ, cho sanh ra, cho rất sanh ra, cho sanh cho sanh đều đủ đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một tám mươi tự ngôn cố nhiên là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đạo là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó Tự Ngôn: Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn: Cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự Ngôn: Dự lưu Cố Nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự Ngôn: đạo dự lưu là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn đạo dự lưu là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn dự lưu cố nhiên là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn nhất lai cố nhiên bất lai cố nhiên, la hán cố nhiên, là vô vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, la hán đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, la hán đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Là hãng Cố Nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 1081 Tự ngôn: Dự lưu Cố Nhiên là vô vi. Là hãng Cố Nhiên là vô vi. Niết bàn Cố Nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tí hộ, ta năng, thành năm thứ, có lớp chặn giữa của niết bàn, năm thứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó một không trăm tám mươi hai tự ngôn cố nhiên là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn ta cố nhiên là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ta cố nhiên là hữu vi phải chăng Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Chánh cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó. Một không trăm tám mươi ba Phản ngữ Không nên nói rằng cố nhiên là vô vi phải chăng? Tự ngôn Phải rồi Phản ngữ khi cố nhiên phát sanh ra, rồi diệt mất, thì người cũng là vẫn bất cố nhiên phải chăng? tự ngôn, không nên nói thế đó. phản ngữ, nếu thế đó, cố nhiên cũng là vô vi chớ gì? tự ngôn, khi tà cố nhiên sanh ra, rồi diệt mất, người cũng bất cố nhiên phải chăng? phản ngữ không nên nói thế đó. Tự ngôn Nếu thế đó, ta cố nhiên cũng sẽ là vô vi luôn chớ gì. Dứt cố nhiên ngữ Y tương sinh ngữ Pa tích cha sa múc ba đa 1084 Tự ngôn y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thành niết bàn, thành tí hộ, ta năng, thành bí mật, lê na, thành hữu y. Sa ra nga, thành hữu tức, ba ra gia na, thành cố định, ác chu ta thành bất tử amata phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn y tương sinh là vô vi niết bàn cũng là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó Tự ngôn, vô vi thành hai thứ phải chăng? Phải ngữ. Phải rồi. Tự ngôn, tí hộ. Ta nga cũng là hai thứ. Bí mật, lê nga cũng là hai thứ. Hữu y, sa ra nga cũng là hai thứ. Hữu tức Parayana cũng là hai thứ. Cố định, Achyuta cũng là hai thứ. Bất tử cũng là hai thứ. Niết bàn cũng là hai thứ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, Niết bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi tự ngôn Có sự cao và thấp Có sự ti hạ và tinh lương Có sự cao thượng và thấp thỏi Có sự chia khác Có ranh rấp và đường mương Có từng ngăn chặn Giữa của hai thứ niết bàn phải chăng Phản ngữ Không nên nói thế đó 1085 tự ngôn y tương sinh là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô minh cũng là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô minh là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Hành sanh ra do vô minh làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó tự ngôn hành sanh ra do vô minh làm duyên là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn y tương sinh là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn y tương sinh là vô vi phải chăng Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Thức sanh ra do hành làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Thức sanh ra do hành làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Danh sắc sanh ra do thức làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó tự ngôn. Danh sắc sanh ra do thức làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn: Danh sắc sanh ra do thức làm duyên, cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Danh sắc sanh ra do thức làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó tự ngôn y tương sinh là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn lão tử có ra do sanh làm duyên cũng là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn lão tử có ra do sanh làm duyên cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 1086. Phản ngữ. Chớ nên nói rằng y tương sinh là vô vi phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức thế tôn ngài có phán rằng này chưa biết khu lão tử có ra do sanh làm duyên dù cho tất cả như lai sẽ ra đời hay không ra đời thể tướng ấy vẫn đình trụ là pháp trụ cố nhiên tức là pháp ấy sanh ra do pháp ấy làm duyên như lai chứng trí tột xét gặp bằng trí tột với thể tướng ấy khi đã chứng với trí tột xét gặp bằng trí tột rồi mới nói ra diễn giải bố cáo truyền bá bành trướng phân bày cho dễ và đặng chỉ rằng lão tử có ra do sanh làm duyên này chưa biết khu sanh có ra do hữu làm duyên hành có ra do vô minh làm duyên dù cho chưa như lai sẽ ra đời hoặc không ra đời cũng thế vì bản thế ấy vẫn có đình trụ và đặng chỉ rằng hành có ra do vô minh làm duyên chưa biết khu sự chắc thật sự không thay đổi sự không thành ra khác tức là pháp này sanh ra do pháp nọ làm duyên pháp thực thể ấy như nói đây thế nào thì như lai nói y tương sinh đây là bài kinh hẳn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi phản ngữ nếu thế đó thì y tương sinh cũng là vô vi chớ gì. 1087 Tự ngôn Y tương sinh có câu rằng Vô minh duyên hành Như thế thật tướng nào là pháp trụ Thành pháp cố nhiên trong duyên đó Thật tướng đó Là vô vi Thì niết bàn cũng là vô vi phải chăng? phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ ta na hai thứ hay là giữa chặn của niết bàn hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó 1088 Tự ngôn Y tương sinh có câu rằng Vô minh duyên hành Thế này thì thật tướng nào thành pháp trụ? Thành pháp cố nhiên trong duyên ấy thật tướng ấy thành vô vi y tương sinh có câu nữa rằng hành duyên thức như thế thì thật tướng nào thành pháp trụ thành pháp cố nhiên trong duyên ấy thật tướng ấy cũng là vô vi niết bàn cũng là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành ba thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành ba thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ ta na cũng thành ba thứ có chặn giữa của niết bàn ba thứ ấy phải chăng phản ngữ, không nên nói thế đó. 1089 Tự Ngôn, y tương sinh có câu rằng: Vô minh duyên hành như thế, thật tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy là vô vi. Có câu nữa rằng: Hành duyên thức, như thế thật Tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thì thật tướng ấy cũng là vô vi. Y tương sinh có câu nữa rằng: Sanh duyên lão tử, như thế, thật tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy cũng là vô vi. Niết bàn cũng là vô vi phải chăng? phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành mười hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành mười hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ ta na cũng thành mười hai thứ bí mật cũng thành mười hai thứ có chặn giữa của niết bàn mười hai thứ đó phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó dứt y tương sinh ngữ đế ngữ sắc cha ca tha một không trăm chín mươi tự ngôn Tứ đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tí hộ. Ta na, cũng có bốn. Bí mật, lê na, cũng có bốn. Hữu y, sarana na, cũng có bốn. Hữu tức, ba ra gia na cũng có bốn cố định ta cũng có bốn bất tử amata cũng có bốn phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn niết bàn cũng bốn phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn có sự cao và thấp, có ti hạ và tinh lương, có cao siêu và hèn hạ, có ranh rấp hoặc có sự chia khác, hay khe rảnh hoặc ngăn chặn giữa của niết bàn bốn thứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1091 tự ngôn khổ đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khổ đế là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn khổ đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khổ thân khổ tâm sầu khóc khổ ưu ai là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn tập đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tập đế là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn tập đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn dục ái hữu ái ly hữu ái là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn đạo đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đạo là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn đạo đế là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn chánh kiến chánh định là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một chín mươi hai tự ngôn khổ là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khổ đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn khổ thân khổ tâm sầu khóc khổ ư ai là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khổ đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn tập là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tập đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn dục ái hữu ái ly hữu ái là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tập đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn đạo là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đạo đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn chánh kiến chánh định là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đạo đế là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một trăm chín mươi ba tự ngôn diệt đế là vô vi diệt là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn khổ đế là vô vi khổ là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn diệt đế là vô vi diệt là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tập đế là vô vi tập là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn diệt đế là vô vi diệt là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn đạo đế là vô vi đạo là vô vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một trăm chín mươi bốn tự ngôn khổ đế là vô vi khổ là hữu vi phải chăng Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Tập đế là vô vi, tập là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi tự ngôn diệt đế là vô vi diệt là hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn đạo đế là vô vi đạo là hữu vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn Diệt đế là vô vi, diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1095 Phản ngữ, chớ nên nói rằng tứ đế là vô vi phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ đức thế tôn ngài có phán rằng ngài chưa biết khu bốn thứ này chắc thật không sai không thành thứ khác bốn thứ đó là chi tức là khổ đế chắc thật không sai khác không thành thứ khác tức là khổ tập đế tức là khổ tập tức là khổ diệt tức là con đường tiến hành đi đến việc khổ chắc thật không sai không thành thứ khác này chưa biết khu chỉ có bốn thứ này chắc thật không sai không thành thứ khác như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu thế đó thì tứ đế cũng là vô vi chớ gì? Dứt đế ngữ. Vô sắc ngữ. A à Búp Ba, chín 1096. Tự ngôn. Không vô biên xứ là vô vi phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Thành niết bàn thành tí hộ, thành bí mật, thành sở y, thành hữu tức, thành cố định, thành bất tử, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, không vô biên xứ thành vô vi, niết bàn thành vô vi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ thành hai thứ có bực chặn giữa của niết bàn hai thứ đó phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn không vô biên xứ là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn không vô biên xứ thành hữu thành thú hướng ga ti thành chúng sanh trụ thành hành thành sanh thành chỗ nương của thức thành cách đặng thân atta bava phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hữu thành thú hướng thành chúng sanh thành hành thành sinh thành chỗ trụ của thức thành cách đặng thân phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn nghiệp làm nhân đưa đến không vô biên xứ vẫn có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nghiệp làm nhân đưa đến vô vi vẫn có phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vẫn có chúng sanh vào đến không vô biên xứ phải chăng phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vẫn có chúng sanh vào đến vô vi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1097 Tự ngôn Tất cả chúng sanh, sanh, lão, tử, thác, Tái tục trong không vô biên xứ đặng phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, thác, tái tục trong vô vi đặng phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 1098 Tự ngôn thọ, tưởng, hành, thức vẫn có trong không vô biên xứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, không vô biên xứ là tứ ẩn hữu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Vô vi là tứ ẩn hữu phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó 1099 Phản ngữ Không nên nói rằng tứ vô sắc là vô vi phải chăng? Tự ngôn Phải rồi Phản ngữ Tứ vô sắc Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng là thật tướng không lay động phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Tự ngôn, nếu tứ vô sắc, Đức Thế Tôn ngài có phán là thật tướng không lay động. Chính do nhân đó, ngài mới nói rằng tứ vô sắc là vô vi. Dứt vô sắc ngữ. Nhập diệt ngữ. Nirodasa Ma Bát -ti, ca tha. Một ngàn Katha một 1100 Tự ngôn nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn thành niết bàn, thành tí hộ che chở, thành bí mật, thành hữu y thành hữu tức thành cố định thành bất tử phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn nhập diệt là vô vi niết bàn cũng là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ che chở thành hai thứ có ngăn chặn giữa của niết bàn hai thứ đó phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó Tự ngôn. Nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Có nhóm người nhập diệt đặng diệt, còn cho diệt sanh ra, cho diệt sanh đủ, cho đình trụ, cho đình trụ đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh ra cho sanh ra đầy đủ đặng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Có nhóm người nào vô vi, đắc vô vi, làm cho vô vi sanh ra, cho sanh đầy đủ, cho đình trụ, cho đình trụ đều đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh ra cho sanh ra đều đủ đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn sự trong sạch sự xuất khỏi diệt hiện bày đặng phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sự trong trẻo sự xuất khỏi vô vi hiện bày đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn bực nhập diệt có khẩu hành diệt mất trước rồi từ đó thân hành diệt từ đó tâm hành diệt phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn bực nhập vô vi cũng có khẩu hành diệt trước rồi từ đó thân hành diệt từ đó tâm hành diệt phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn bực xuất khỏi diệt có tâm hành phát sanh ra trước từ đó thân hành phát sanh từ đó khẩu hành phát sanh phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn người xuất ra khỏi vô vi cũng có tâm hành sanh trước từ đó, tâm hành phát sanh. Từ đó, khẩu hành phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1101 Tự ngôn Tam xúc tức là tiêu diệt xúc Vô chứng xúc Phi nội xúc vẫn đụng chạm với người đã ra khỏi diệt phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Tam xúc tức tiêu diệt xúc, vô chứng xúc, phi nội xúc, vẫn đụng chạm người mà đã xuất khỏi vô vi, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 1102 tự ngôn Tâm của người xuất ra khỏi diệt rồi dĩ nhiên chống lại, nghiêng lại phản kháng. Chầm chú phản kháng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tâm của bực đã ra khỏi vô vi, cũng dĩ nhiên chống vào phản kháng, nghiêng vào phản kháng chăm chú vào phản kháng phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 1103. Phản ngữ. Chớ nên nói nhập diệt là vô vi phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Nhập diệt là hữu vi phải chăng? Tự ngôn. Không nên nói thế đó phản ngữ nếu thế đó nhập diệt cũng là vô vi chớ gì dứt nhập diệt ngữ hư không ngữ akasha katha một ngàn một trăm lẻ bốn tự ngôn hư không là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thành niết bàn thành tí hộ che chở thành bí mật thành hữu y thành hữu tức thành cố định thành bất tử phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một nghìn một trăm lẻ năm tự ngôn hư không là vô vi niết bàn là vô vi phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn vô vi thành hai thứ phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tí hộ thành hai thứ có chặn giữa của niết bàn hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1106 Tự ngôn Hư không là vô vi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Có nhóm người làm cho phi hư không đặng thành hư không phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Có nhóm người làm hữu vi cho đặng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 1107 một một Tự ngôn: Có nhóm người làm cho hư không đặng thành phi hư không phải chăng? Phản ngữ: phải rồi tự ngôn có nhóm người làm cho vô vi đặng thành hữu vi phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một một trăm lẻ tám tự ngôn trong hư không tất cả chim bay đi đặng mặt trăng và mặt trời dạo đi đặng tất cả sao dạo đi đặng bực có thần thông hiện phép đặng tất cả người lay động tay đặng tất cả người lay động tay đặng vỗ tay đặng luyện cục đá đi đặng luyện trái cầu đi đặng hiện thông đi đặng bắn tên đi đặng phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn Trong vô vi, tất cả chim cũng bay đặng Mặt trăng và mặt trời cũng dạo đi đặng Tất cả sao cũng dạo đi đặng Bực có thần thông cũng hiện phép đặng Cũng luyện cục đá đi đặng Cũng luyện trái cầu đi đặng Cũng hiện thần thông đi đặng Cũng bắn mũi tên đi đặng phải chăng? phản ngữ không nên nói thế đó 1109 tự ngôn tất cả người bao hư không làm cho thành nhà làm cho thành kho đặng phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tất cả người bao vô vi làm cho thành nhà làm cho thành kho đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một một trăm mười tự ngôn khi đang đào giếng chỗ phi hư không rồi trở thành hư không đặng phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn hữu vi cũng trở thành vô vi đặng phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. 1111 Tự ngôn Khi giếng trống đang bị bích, kho trống đang đựng cho đầy, nồi không để đồ rang đầy, thì hư không nó lòn lõi đi đặng phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn vô vi nó cũng lòn lõi đi đặng phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó. 1112 Phản ngữ Chớ nên nói rằng hư không thành vô vi phải chăng? Tự ngôn Phải rồi. Phản ngữ hư không thành hữu vi phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Phản ngữ, nếu thế đó, hư không cũng thành vô vi chớ gì? Dứt hư không ngữ. Hư không hữu kiến ngữ. Akasa, Sanidat, Sa, Natikatha một một trăm mười ba tự ngôn hư không thành hữu kiến phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thành sắc thành sắc xứ thành sắc giới thành màu xanh thành màu vàng thành màu đỏ thành màu trắng bị nhãn thức biết đối chiếu nơi nhãn đến vào rạch của nhãn phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một một trăm mười bốn tự ngôn hư không thành hữu kiến phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn Nương nhãn mà hư không mới phát sanh nhãn thức phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó một ngàn một trăm mười lăm tự ngôn nương nhãn và hư không mới sanh ra nhãn thức phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ không có tự ngôn nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi. Tự ngôn Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra nhãn thức, như đây là bài kinh vẫn thật, có thời không nên nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra nhãn thức. 1116 Phản ngữ Không nên nói hư không thành hữu kiến phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ ngài thấy lỗ trống giữa hai cây lỗ trống giữa hai cột lỗ ván lỗ cửa phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà ngài thấy lỗ giữa hai cây lỗ giữa hai cục, lỗ ván, lỗ cửa sổ, chính do nhân đó, ngài mới nói hư không thành hữu kiến, hư không hữu kiến ngữ, địa chất hữu kiến ngữ, ba Vi, da tu, sanidasa natayadika tha, một nghìn một trăm mười bảy tự ngôn địa chất là hữu kiến phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thành sắc thành sắc xứ thành sắc giới thành màu xanh thành màu vàng thành màu đỏ thành màu đỏ thành màu trắng bị nhãn thức biết đối chiếu nơi nhãn đến vào rạch của nhãn phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó. 1118 Tự ngôn Địa chất là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ Phải rồi. Tự ngôn Nương nhãn và địa chất nhãn thức mới phát sanh phải chăng? phản ngữ không nên nói thế đó. một một trăm mười chín tự ngôn nương nhãn và địa chất nhãn thức mới phát sanh phải chăng? phản ngữ phải rồi tự ngôn nói rằng nương nhãn và địa chất mới phát sanh nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ không có tự ngôn nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn. Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh nhãn thức, như đây là bài kinh vẫn thật, có thời không nên nói rằng nương nhãn và địa chất mới sanh ra nhãn thức. 1120 Phản ngữ Không nên nói địa chất là hữu kiến, phải chăng? tự ngôn phải rồi phản ngữ ngài thấy đất thấy đá thấy núi phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà ngài thấy đất thấy đá thấy núi chính do nhân đó ngài mới nói rằng chất đất là hữu kiến phản ngữ không nên nói chất nước là hữu kiến phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ ngài thấy nước phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà ngài thấy nước chính do nhân đó Ngài mới nói, chất nước là hữu kiến. Phản ngữ: Không nên nói chất nước là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: Ngài vẫn thấy ngọn lửa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: nếu mà ngài vẫn thấy ngọn lửa chính do nhân đó ngài mới nói rằng chất lửa là hữu kiến phản ngữ không nên nói chất gió là hữu kiến phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ ngài thấy cây cối vẫn bị gió ngã phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ. Nếu mà Ngài thấy cây cối vẫn bị gió ngã, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng phong chất là hữu kiến, dứt địa chất hữu kiến ngữ. Nhãn nguyền hữu kiến ngữ Chắc khun ri gia Sa nan ti A di tha một một trăm hai mươi tự ngôn nhãn quyền thành hữu kiến phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thành sắc thành sắc xứ thành sắc giới vào đến sông của nhãn phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. 1112 Tự ngôn Nhãn quyền là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Nương nhãn và nhãn quyền mới phát sanh nhãn thức phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó 1123 Tự ngôn Nương nhãn và nhãn quyền mới phát sanh nhãn thức phải chăng? Phản ngữ Phải rồi. Tự ngôn Nói rằng nương nhãn và nhãn quyền mới phát sanh nhãn thức. Như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? phản ngữ không có tự ngôn nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ không có tự ngôn nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có thời không nên nói nương nhãn và nhãn quyền mới phát sanh nhãn thức 1124 phản ngữ. Không nên nói ngũ quyền là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Nếu mà ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ thiệt thân chính do nhân đó ngài mới nói ngũ quyền là hữu kiến dứt nhãn quyền hữu kiến ngữ thân nghiệp hữu kiến ngữ kaya kama sani dasananti katha một nghìn một trăm hai mươi lăm tự ngôn Thân nghiệp là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Tự ngôn. Thành sắc, thành sắc xứ, thành sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, thành màu đỏ, thành màu trắng. Nhãn thức biết đặng đối chiếu nhãn vào đến sông của nhãn phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn thân nghiệp là hữu kiến phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nương nhãn và thân nghiệp mới phát sanh nhãn thức phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra nhãn thức phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nói rằng nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra nhãn thức. Như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? phản ngữ không có tự ngôn nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra nhãn thức như đây là bài kinh vẫn thật có. Thời không nên nói, nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra nhãn thức. 1126 Phản ngữ Chớ nên nói, thân nghiệp thành hữu kiến phải chăng? Tự ngôn Phải rồi Phản ngữ Ngài thấy cách bước đi tới bước đi lui ngó qua ngó lại ngay tay phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ nếu mà ngài thấy cách bước tới bước lui ngó qua ngó lại ngay tay chính do nhân đó ngài mới nói rằng thân nghiệp là hữu kiến dứt thân nghiệp hữu kiến ngữ. 11 bài kệ tóm lược từ địa chất hữu kiến ngữ đến thân nghiệp hữu kiến ngữ. Hết phẩm thứ sáu.